cờ tướng tinh hoa, được phát triển bởi Học Cờ Tướng Online. Luôn đi trong đam mê, cùng cộng đồng cờ tướng Việt Nam. Xin kính chào quý vị và các bạn yêu cờ. Trong video ngày hôm nay, kênh Cờ Tướng Tinh Hoa sẽ gửi tới các bạn phần biên bản về trận đấu trong khuôn khổ vòng thiếu thứ 3 của giải cờ tướng Tiền Chỉ Lộ Bôi mùa giải năm 2021, trận tranh hùng giữa Đức Khâm cờ bên đỏ đi tiên và Lễ Lệ Hoa cờ bên đen. Xin kính mời các bạn cùng đón xem.吃 吃
Tướng quân. Tướng quân. Chí. 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 Tướng quân. Chí. Tướng quân. Chí. Tướng quân. Chí.
Tướng quân. Và tiếp theo sau tình huống cờ bên tiên của Lữ Khâm, Bình xe vào trung lộ để mời đấu xe thì trong thực chiến của Trần Cơ bên đen mừng cờ xin thua. Các bạn thấy được đánh tiếp màng cho đấu xe, thì bên đỏ đơn giản cho thoái dĩ về thôi, bắt xe, về sau sẽ bắt tiếp con pháo trung lộ của bên đen. Một hình cờ tàn mà bên đỏ chắc thắng. Như vậy kênh Cờ Tướng Tinh Hoa vừa gửi tới các bạn phần mới bản về ván đấu trên. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn.